Quỳnh Như cùng Sơn Hiền thay mặt những người thực hiện chương trình kính chào quý khán giả. Rất cảm ơn quý khán giả và bà con đã lựa chọn chương trình để theo dõi. 365 ngày chuyển động hôm nay có những thông tin đáng quan tâm. Mời quý vị và bà con cùng điểm qua. Xoài Việt Nam chính thức được cấp phép vào thị trường Mỹ sau 10 năm đàm phán. Nông dân Đà Lạt trúng đậm vụ hoa đầu năm, thu hoạch hoa hiện nay còn cao hơn cả vụ Tết rồi. Lá tía tô xanh vì sao xuất khẩu tiền tỷ, cận cảnh quy trình trồng theo công nghệ cao đáng khâm phục này. Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng định hướng canh tác theo phương thức mới không hóa chất. Thưa bà con, ngày 18 tháng 2 đánh dấu một bước ngoặt mới cho trái xoài Việt Nam khi chính thức được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Vậy là sau 10 năm đàm phán bền bỉ, xoài Việt đã chinh phục được một trong những thị trường khó tính nhất. Phải mất đến 10 năm loại trái này mới đường đường chính chính có mặt tại thị trường Mỹ sau dải, nhãn, chôm chôm, vú sữa, thanh long. Thành công này một lần nữa nhấn mạnh về yếu tố sản xuất an toàn, nghiêm túc theo tiêu chuẩn. Xoài Việt Nam có thể được nhập vào Mỹ theo quy trình được phối hợp quản lý có hệ thống từ khâu trồng cho đến đóng thùng, vận chuyển nhằm bảo đảm trái đạt chất lượng và không còn tồn dư chất bảo vệ thực vật. Với việc xoài Việt Nam được cấp phép vào Mỹ thì chắc chắn đây hứa hẹn sẽ là một thị trường vô cùng tiềm năng sắp tới, khi đây là thị trường có sức tiêu thụ lớn với xoài, khi hàng năm thường nhập khẩu khoảng 400.000 tấn xoài tươi từ các quốc gia Trung và Nam Mỹ. Hiện xoài nội địa của Mỹ được trồng chỉ dừng ở mức khoảng 3.000 tấn một năm, bằng 1/100 số lượng họ phải nhập khẩu mỗi năm. Và đó là dư địa để xoài Việt có cơ hội gia tăng tiêu thụ. Sau đây, mời bà con cùng nhìn lại 5 loại quả xuất khẩu sang Mỹ trước đó. Thanh long là trái cây xuất khẩu đầu tiên vào năm 2008. Kể từ đó đến nay, lượng thanh long xuất khẩu vào Mỹ tăng theo từng năm. Nếu năm đầu tiên là 100 tấn, thì đến năm 2012, con số này đã tăng gấp 10 lần, lên 1.200 tấn. Còn đối với chôm chôm, Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ từ năm 2011. Đến năm 2014, Bộ Nông nghiệp Mỹ chính thức cấp phép cho nhãn và dải của Việt Nam vào thị trường này. Loại trái cây thứ 5 vào Việt Nam đạt tiêu chuẩn vào Mỹ đó chính là vú sữa. Lô vú sữa đầu tiên xuất khẩu là vào tháng 12 năm 2017 sau 10 năm đàm phán. Việt Nam chính thức là nước đầu tiên được cấp phép xuất khẩu vú sữa sang thị trường Mỹ. Và Mỹ hiện là thị trường rau quả lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rau quả nhiệt đới, trái mùa và hữu cơ tại các nước phát triển cũng như Mỹ sẽ còn tăng. Đây là cơ hội rộng mở cho rau quả Việt Nam. Về các loại trái cây trên có giấy thông hành đi Mỹ không hề dễ dàng đâu bà con, bởi sự khắt khe về tiêu chuẩn từ nhà nhập khẩu khó tính nhất gì thế giới này. Nhưng nhờ việc kiên trì chinh phục, những loại trái cây này đã trở thành mặt hàng xuất khẩu mang lại ngoại tệ lớn. Thưa bà con, trước đây bà con chúng ta đi chợ hay dành tiền lẻ để mua rau thơm. Thế nhưng giờ đây, điều ít ai ngờ là những mặt hàng rau gia vị lại có những bước đột phá thành công khi vươn ra thị trường quốc tế. Loại rau thơm mà chúng tôi muốn đề cập ở đây đó chính là lá tía tô. Chắc là Sơn Hiền và bà con cũng biết là mỗi một lá tía tô xanh xuất khẩu sang Nhật Bản có giá từ 500 cho đến 700 đồng. Với giá này thì doanh nghiệp thu được tiền tỷ, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, để có được những chiếc lá tía tô đúng chuẩn được thị trường nước bạn chấp nhận, các doanh nghiệp phải tuân thủ những quy trình sản xuất vô cùng nghiêm ngặt. Mời bà con đến thăm trang trại lá tía tô xanh tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu quy trình này. Hiện nay, mỗi ngày công ty này xuất khẩu sang Nhật vài chục ngàn lá tía tô, phải đặt riêng một chỗ với hãng hàng không để đảm bảo ngày nào cũng có sản phẩm xuất sang Nhật Bản. Theo tính toán, nếu áp dụng đúng quy trình thì 1 hecta trồng tía tô sẽ cho thu hoạch khoảng 17 đến 18 triệu lá, cho doanh thu khoảng 2 tỷ 500 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng gieo trồng trong nhà màng, với nhiệt độ luôn duy trì từ 33 đến 35 độ C, rau tía tô xanh bắt đầu cho thu hoạch. 100% công đoạn thu hái được thực hiện trực tiếp bằng tay. Giống nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, xới đất bằng tay, quạt thông gió, tưới nước bằng hệ thống phun sương hay dùng đèn chiếu sáng. Trong trang trại được mở rộng tới 11 hecta này, mỗi công đoạn chăm bón đều thuận theo tự nhiên, hạn chế tối đa sự can thiệp của hóa chất và máy móc. Mỗi chiếc lá được nâng niu từ đôi tay gieo trồng đến thu hái. Chỉ trong vòng 2 tiếng sau khi hái, lá tía tô được phân loại theo kích cỡ và đưa vào kho lạnh.
Nếu đến nghề trồng hoa mang lại thu nhập cao thì không thể nào bỏ qua được Lâm Đồng đúng không Sơn Hiền? Và ghi nhận mới nhất liên tục trong khoảng một tuần qua, nông dân ở các làng hoa của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã trúng đậm vụ hoa đầu năm khi giá hoa tăng mạnh. Thậm chí có loại còn cao hơn giá hoa Tết vừa qua. Hiện giá hoa cúc chùm các loại cũng cao gấp đôi so với bình thường. Theo các nhà vườn, nguyên nhân do nhu cầu thị trường tăng mạnh vào dịp trầm tháng Giêng. Trong khi đó, hầu hết các nhà vườn đều tập trung sản xuất cho vụ hoa Tết, nên diện tích sản lượng hoa cúc dịp này bị sụt giảm đáng kể. Trước đó, trong dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 mới đây, nhà vườn trồng hoa hồng tại Đà Lạt cũng bội thu khi giá hoa hồng tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Sau dịp Tết Nguyên Đán, thời tiết Đà Lạt thuận lợi để cây hoa sinh trưởng và cho sản lượng rất tốt đã giúp cho nhiều nhà vườn tăng thêm thu nhập sau vụ hoa Tết khá vất vả vừa qua. Thưa bà con, xác định được lợi ích kinh tế mang lại từ cua biển. Đặc biệt, cua biển là một trong những con nuôi hải sản có giá trị kinh tế cao, chỉ sau con tôm, lại ít rủi ro. Những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi cua biển với nhiều mô hình đạt hiệu quả. Đáng nói là từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, giá cua biển ở Bạc Liêu tăng mạnh, có loại tăng khoảng 200.000 đồng một ký nhưng không đủ bán, nhiều khả năng giá tiếp tục đứng ở mức cao trong thời gian tới. Người nuôi cua cho biết, hiện thương lái đến tận ao thu mua, loại cua gạch giá dao động từ 500.000 đến 580.000 đồng một ký. Cua y từ 290.000 đến 330.000 đồng một ký, cua yếm vuông từ 380.000 đến 450.000 đồng một ký. Trong đó cua gạch tăng khoảng 200.000 đồng một ký so với cuối năm 2018. Bên cạnh đó giá cua giống cũng tăng theo, sức mua mạnh, nhiều cơ sở đẩy mạnh sản xuất con giống cung cấp cho người nuôi. Nhiều người tranh thủ khai thác con giống tự nhiên, kiếm thêm nguồn thu nhập tương đối khá. Tuy nhiên hình thức khai thác này không khuyến khích vì ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Trong khi con giống đang khan hiếm, thì việc tự quản lý con giống trong quá trình canh tác, sản xuất, đó là việc làm mới và mang lại hiệu quả của một hợp tác xã nuôi tôm cua kết hợp ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Cách làm mới này quả thật đáng để nhiều người học hỏi, suy ngẫm. Hiện nay, hợp tác xã Đồng Tâm Hiệp Lực ở ấp 1 xã Khánh Tiến có 3 bể dèo tôm giống và các xã viên đều có ao dèo cua giống. Với mỗi bể dèo tôm giống, mỗi bể có diện tích 55m², dèo với mật độ là 200 con một mét vuông. Sau khoảng 16 ngày, tỷ lệ đạt từ 85 đến 90%. Chất lượng con giống đã được kiểm định từ cán bộ khuyến nông, sau đó cung ứng cho xã viên với giá 120 đồng một con, đảm bảo nguồn gốc và không mầm bệnh. Tuy mới thành lập vào đầu năm 2018 và có vốn điều lệ ban đầu chỉ 300 triệu đồng, nhưng theo đánh giá, đến cuối năm, trung bình mỗi xã viên sẽ thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Cá biệt có những xã viên cho thu nhập hơn 300 triệu đồng một năm. Hướng tới, hợp tác xã sẽ mở rộng quy trình sản xuất, kết nạp thêm thành viên mới. Mặc dù tình hình thời tiết ở Nam Bộ nắng nóng gay gắt, Bắc Bộ xảy ra dông lốc mưa đá, nhưng riêng ở Lâm Đồng lúc này thời tiết tương đối thuận lợi nên việc thu hoạch và gieo trồng cây hàng năm đảm bảo đúng vụ mùa. Điều này giúp cho kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng ổn định. Điển hình là cà phê. Người dân đã thu hoạch 100% trên diện tích gần 163.000 hectare. Ngoài ra, toàn tỉnh còn gieo trồng, xuống giống hơn 26.000 hectare cây hàng năm các loại như bắp, rau, đậu, hoa các loại, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển. Có thể khẳng định, ngay trong tháng đầu năm 2019, toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của tỉnh đều có mức tăng khá. Một số chỉ tiêu tăng cao đã góp phần vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng của tỉnh ngay những tháng khởi đầu năm thi đua nước rút 2019. Trước thời điểm này, các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc trời nắng hạn, nguồn nước thiếu trầm trọng dẫn đến rủ lá khô bông. Khắp nơi bà con đang ra sức bơm nước tưới cho cà phê. Được biết, để chống hạn cho cà phê, trung bình mỗi hecta bà con phải bỏ ra chi phí từ 5 đến 10 triệu đồng. Đây là đợt tưới đầu tiên trong mùa khô năm nay, nên nguồn nước vẫn đủ để bà con chống hạn cho cà phê. Theo thống kê, hai huyện Di Linh và Bảo Lâm là những vùng trọng điểm có diện tích cà phê thuộc diện lớn nhất nhì của tỉnh. Nguồn nước tưới cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng, như huyện Lạc Dương thời gian qua đã đạt những thành tựu đáng kể về quy mô sản xuất, chủng loại, năng suất và chất lượng nông sản.
Thế nhưng nơi này đang đứng trước thách thức không nhỏ, đó chính là nguồn nước tưới bị ô nhiễm. Không chỉ vậy, đất đai bạc màu, bùng phát sâu bệnh do sử dụng quá nhiều hóa chất canh tác cũng khiến cho nông nghiệp nơi đây chững lại. Bởi vậy, việc định hướng sản xuất theo phương thức mới, cụ thể là canh tác nông nghiệp không hóa chất, thúc đẩy chế biến nông sản sau thu hoạch, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng là cách mà địa phương này phải áp dụng ngay. Nhưng để thay đổi, yếu tố nào quyết định? Mời bà con cùng theo dõi phóng sự sau do phóng viên của chương trình ghi nhận. Công ty Trans, xã Đà Sa, Lạc Dương hiện là đơn vị đi đầu trong sản xuất nông nghiệp không hóa chất ở huyện Lạc Dương. Ấp ủ mong muốn phát triển các vùng canh tác không hóa chất, tạo nên giá trị nông sản tốt hơn cho thị trường. 3 năm nay, đội ngũ của Trans đã không ngừng triển khai thử nghiệm nông nghiệp không hóa chất sao cho đạt năng suất và giá trị cao. Đến nay, công ty đang triển khai mô hình liên kết sản xuất không hóa chất với 10 hộ nông dân huyện Lạc Dương. Trước tiên mà nói về cái nông nghiệp không hóa chất á, thì mình cũng phải nói về cái đầu tiên mình chọn, nó là công nghiệp về hữu cơ cả. Công nông nghiệp về hữu cơ. Nhưng mà để triển khai được cái nông nghiệp hữu cơ cho diện rộng ấy, thì nó còn rất nhiều vấn đề cần phải làm nữa. Thì chính thế mình muốn là triển khai cái nông nghiệp là không hóa chất trước cho mọi người, để mọi người làm quen trước cái việc mà mình không dùng tới hóa chất đã. Thì từ cái bước đó mình mới tiến lên được cái nông nghiệp hữu cơ. Ở Trans, các nông hộ trồng rau củ theo kế hoạch, hướng dẫn của công ty và sản phẩm được bao tiêu hoàn toàn. Các loại nông sản này sẽ là nguyên liệu để tạo nên các sản phẩm bột nêm rau củ, hoa quả sấy có nguồn gốc tự nhiên, không hóa chất ngày càng cao. Hiện mỗi tháng, Trans xuất đi khoảng 4 tấn bột nêm rau củ, chủ yếu xuất đi thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ được nhu cầu của thị trường. Thì chúng tôi hiện đang có những dòng sản phẩm như là bột nêm rau củ, một số cái sản phẩm đồ sấy như là xoài sấy, thanh long sấy, hồng sấy, và kết hợp với bà con là chúng tôi cùng với huyện triển khai mô hình hợp tác liên kết, chuỗi liên kết và giúp đỡ bà con về phân bón và sau đó bao tiêu về sản phẩm. Có thể thấy tiềm năng phát triển của việc sản xuất nông nghiệp không hóa chất là rất lớn, không chỉ phục vụ ăn tươi mà còn là nền tảng quan trọng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, để làm được điều này lại không dễ, bởi người dân sẽ phải làm theo quy trình và chịu phụ thuộc. Điều mà lâu nay người dân ở đây chưa từng nghĩ đến. Là một người nông dân thì mình nghĩ là mọi người cũng nên đi theo cái hướng nền nông nghiệp sạch. Bởi vì thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là tốt về mặt kinh tế lâu dài và ổn định được. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp không hóa chất, sản xuất hữu cơ tập trung thì cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng cũng như sự đồng lòng của cả nhân dân và chính quyền địa phương. Hiện nay thì trên thế giới thì chúng ta thấy là cái xu hướng đi là sản phẩm nông nghiệp không hóa chất là một cái xu hướng của các nước tiên tiến. Và chính vì vậy thì đối với Lạc Dương thì chúng tôi có cái điều kiện là hiện nay đã sản xuất cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là có một cái bước phát triển rất tốt. Và hiện nay giá trị thu nhập trên một đơn vị hecta là đã đạt 225 triệu trên một hecta năm. Đây là một cái mức thu nhập rất lớn. Đồng thời thì Lạc Dương đã quy tụ được rất nhiều cái doanh nghiệp về sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Trong đó nhiều cái sản phẩm về thủy canh, về sản phẩm sạch, kể cả là sản phẩm organic cũng đã có. Và chúng tôi cũng đã hình thành được nhiều hợp tác xã liên kết tổ hợp tác để tạo ra các cái chuỗi sản xuất nông nghiệp. Với những cái lợi thế của địa phương như vậy và cùng với một cái xu hướng của người tiêu dùng là rất cần cái sản phẩm mà đảm bảo cho cái an toàn cho cái sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng thấy là đây là một cái bước đi rất khó. Nhưng chúng ta có những cái điều kiện để làm được cái chuyện này. Cho nên là chúng tôi cũng đã được cái sự hỗ trợ của tỉnh, của các sở ban ngành và đặc biệt là các cái công ty doanh nghiệp ở trên địa bàn mà có các chuyên gia Nhật Bản đang đầu tư ở tại địa bàn Lạc Dương. Ở trên cơ sở đó thì chúng tôi quyết định là sẽ cùng nhau để cố gắng để chọn con đường khó nhưng phải làm. Để có thể triển khai thực hiện hiệu quả chương trình này, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thì việc kêu gọi, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, việc xác định các vùng quy hoạch sản xuất, các cây trồng phù hợp,
xây dựng các mô hình điểm và nâng cao năng lực cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp không hóa chất là rất cần thiết. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.